Tiếp theo, cho xét trường hợp là D bằng F nhé, D bằng F. À. Đầu tiên, chúng ta cũng xét đối với thính thấu kính hội tụ trước. Vật AB đặt tại tiêu cự. AB đây. Đó. Chúng ta cũng đi sử dụng hai tia. Đó. Tia thứ nhất là tia tới đi qua ô. Tia tới qua ô thì chuyển thẳng. Tia số 2 là tia tới đi qua tia tới song song trục chính, tia số 2. Tia tới song song trục chính đây. Thì tia đó sẽ đi qua tiêu điểm vật, tiêu điểm ảnh nhá. Tia đó sẽ đi qua tiêu điểm ảnh chính. Đấy. Vậy quan sát trên hình vẽ, các em thấy là hai tia đó này là song song với nhau. Đấy, hai tia đó song song. Cho nên nếu cắt nhau thì chúng sẽ gặp nhau ở vô cùng, đúng không? Vậy trong trường hợp này, ảnh sẽ nằm ở vô cực. Đấy, vật đặt ở F thì ảnh sẽ ở vô cực. Tương tự, chúng ta xét đối với thấu kính phân kỳ. Đây là F phải. F vật AB. Đây, A, B. Các em cũng đi dựng hai tia nào. Tia thứ nhất là tia tới đi qua ô. Tia tới qua ô thì chuyển thẳng. Tia số 2 là tia tới song song trục chính. Tia tới song song trục chính thì tia đó sẽ có hướng đi qua tiêu điểm ảnh.